Đàm Vĩnh Hưng cười tiếp khi con trai nuôi đến xem anh tập live show. Bé Tin đến ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng trong một buổi tập ở nhà hát Hòa Bình. Bé Tin là con của em gái Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ nhận bé làm con nuôi, lo cho bé ăn học. Khi có thời gian rảnh, Mr. Đàm còn đích thân dạy bé học. Đang tập luyện mệt mỏi, có con trai nuôi đến ủng hộ, Đàm Vĩnh Hưng tập tức tươi như hoa. Những ngày qua, anh gần như ăn dầm nằm về ở nhà hát Hòa Bình để tập cho live show của mình, ngày nào cũng ở lại đến tận 2 giờ sáng. Sức làm việc khủng của Mr. Đàm được nhiều người ngưỡng mộ. Vừa tập show xong, anh vừa tham gia nhiều hoạt động khác. Chỉ còn một ngày nữa show sẽ diễn ra, mọi thứ đã hoàn tất và chỉnh chu. Mr. Đàm thổ lộ, càng gần những ngày cuối anh càng thấy mình đã nợ quá nhiều người, vì ai cũng hết mình với show của anh. Đến tập luyện cùng Mr. Đàm có Hồ Ngọc Hà, cả hai rất ăn ý. Show diễn còn có khách mời Isaac, đây là một trong những giọng ca trẻ mà Mr. Đàm yêu mến, bên cạnh Lưu Phước Thịnh và Bảo Anh. Thúy Yên được Mr. Đàm mời làm tổng biên đạo múa, ngày nào chị cũng tức bật ở sân khấu. Xuân Lan làm đạo diễn cất quốc cho một tiết mục trong show diễn của Mr. Đàm. Tổng đạo diễn Trần Vi Mỹ bàn bạc công việc với hai cộng sự của mình. Tất cả trang phục phụ kiện cũng như đồ chơi độc đáo nhất của Diamond Show đã được sắp xếp một cách khoa học tại phòng chứa đồ ở nhà hát Hòa Bình. Việc vận hành hơn 600 trang phục, 130 vũ công thực sự là một thách thức đối với ekip. Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1 và ngày 2 tây tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh và ngày 15 tây tháng 10 ở Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!